Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây bạch biển đậu, còn gọi là đậu ván trắng, đậu bạch biển, biển đậu, bạch đậu thuộc họ cánh bướm. Đậu ván là một loại cây dạng thân leo có vòng đời dao động từ 1 cho đến 3 năm. Một số cây có khả năng leo cao thì sẽ leo dài đến 5 mét. Lá của cây mọc thành chét, còn hoa lại mọc thành chùm. Khi ra quả, quả của cây có màu xanh nhạt ngả dần và khi chín. Đậu ván ngoài làm thuốc cũng là một thực phẩm được sử dụng cho các bữa ăn. Chính vì thế, không khó để tìm thấy vị thuốc này. Hiện tại, quả cây đậu ván còn non sẽ được lấy ăn, còn những quả già thì tách phần hạt, đem phơi khô và chế làm thuốc. Phần hạt đó chính là vị thuốc bạch biển đậu. Cây đậu ván sinh trưởng và chín già vào khoảng mùa thu hàng năm. Vì vậy, từ tháng 9 đến tháng 10 có thể lấy hạt từ quả già để làm thuốc. Quả đậu ván sau khi già được thu hoạch, đập dập lấy hạt ra và phơi khô là được. Cây được trồng ở khắp nơi trong nước ta. Cây bạch biển đậu có vị ngọt, hơi ôn, không độc vào hai kinh tỳ và vị chủ trị hòa trung hạ khí, dùng làm thuốc bổ tỳ vị, chỉ tả lị phiền khác, chữa các chứng đau bụng, xích bạch đới, giải độc chúng độc do nhân ngôn. Ngoài vỏ và hạt đậu ván, người ta còn dùng hoa đậu ván và lá đậu ván giã đắp lên vết rắn cắn, nhưng hạt đậu ván trắng hay được dùng hơn. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.